Chị hai, ngóng trông gì ngoài biển, ngóng trông hoài vậy trời? Nó thôi, cứ ngóng cái gì? Vô ăn tô hủ tiếu nè, còn nóng lắm á. Em mua ở trên ông chợ lùng đem này cho chị á, ngon lắm. Trời ơi, bữa nay đi đâu mà xuống tới chợ xã mua hủ tiếu cùng chợt vậy? Đi đâu đâu, tự nhiên em thấy vui trong người. Cái em kêu Xí Ngầu lấy xe chở em trên đó, cái lên hay cho con ăn hai tô rồi. Giờ mua về ăn tô nè. Chị ăn cho nóng chị. Chị ăn đi, chị ăn mấy ái nái trong lòng. Ủa, sao tự nhiên cái tô hủ tiếu mà ái nái trong lòng là sao? Em cảm giác như là cuộc đời em á, trọng sắc khinh thân. Trọng sắc khinh thân? Có tô hủ tiếu mà sao cái gì mà phức tạp như vậy, không hiểu. Trọng sắc là trọng sắc đẹp á. Là em có mua tô hủ tiếu này nè cho út mén ăn rồi. Còn khinh thân là khinh người thân mình á, không có thương chị, không có mua cho chị ăn, nên hôm nay chị phải ăn cho em vui. Nói vậy nghe lọt lỗ tai đó. Sao mà lọt được chị? Em á phải sống hiếu thuận với chị, có trên có dưới. Để làm chi? Để Xí Ngầu, thằng Hải Đăng nó noi gương em, để mai mốt qua nó rước đứa nào về đây làm dâu gia đình mình nè. Thì đứa con dâu đó nó phải hiếu thuận với em với chị. Em nói đúng đó. Mình lớn á, mình phải làm gương cho tụi nó, là sau này là tụi nó phải sống theo cái khuôn khổ của mình. Dạ. Nhưng mà chị nói thiệt em nha, thằng Xí Ngầu á thì coi bộ nó đơn giản, còn thằng Hải Đăng á phức tạp quá. Cái lý lịch đem thui vậy đó, gái nào mà chịu nó. Chị đi hết cái xóm trà nhà mình đi chị. Chị đếm coi có bao nhiêu cái nóc nhà có con gái chị. Mà mấy đứa con gái xinh xinh đẹp đẹp vô Sài Gòn nó làm ăn xa lập nghiệp hết trơn rồi. Không ai ở xóm biển đâu mà chị lo. Mà chị lo xa, con trai chị vừa đẹp trai nè, vừa giỏi nè, ăn nói có duyên nè. Mai mốt có chừng nó rước về đứa gái xinh đẹp làm con dâu chị giờ á. Chứ không phải như thằng Hùng, trời ơi, vừa đen, vừa xấu, ăn nói hỗn hào, vô duyên, vô dùng lắm chị. Thôi, em im cái miệng em lại đi. Chị nhà của mình á, nói được rồi, chị nhà người ta nói chi. Mà nó là ai? Nó là người thân Út Mé. Út Mé mà nó nghe được á, nó giận em đó. Trời. Chị em nhà tâm sự nói chuyện nhau nghe chơi. Mới mốt chị gặp Út Mén chị học lại chị hai. Chị nhiều chuyện với chị hai. Mày vô duyên thiệt đó Bụi. Bởi vì tầng tuổi này rồi không có bến đổ là phải đó. Em chưa muốn đổ thôi, em đang tìm bến. Em tìm cái bến xi măng vững chắc. Đổ mà đổ cỡ xà lan còn chưa nhúc nhích nữa chị. Với mấy cái bến là chị nhìn đi, cát lỡ quá trời. Em đậu vô kia nó cát nó lỡ, em gian dở đời em. Kiếm đi, mày kiếm mòn đời cũng có bến xi măng nào cho mày đậu đâu. Không có, em tự xây. Em xây bến xi măng em đậu vô. Ăn tí đi chị. Ủa, cô qua cô đi rồi đúng không? Dạ, anh ba. Mà con Thanh nó đuổi cô qua đi đúng không? Dạ. Trời ơi, chán con ba bị sao vậy? Ai mà biết được. Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi đó. Mà con vợ tao đó nó hung dữ, nó cầm cái ly nó chọi tao bể chán vậy đó. Hey, cô qua cô đi vậy đó, trong túi không có cắt. Mà cái bà chủ quán nó cũng ác. Trong cái thời gian thử việc đó, bà không có trả lương cho cô qua. Dạ, cuộc đời nhiều người tàn nhẫn lắm anh. Anh ba nè, em có việc muốn bàn với anh ba. Có việc gì đó, chú cứ nói đi. Dạ, cậu ba của em biên thư lên đây nói là má của em bệnh nhiều lắm, kêu em về dưới. Mà chú định về thăm má chú mấy hôm? Chắc là luôn anh ba. Em về ngoài đó rồi phụ cậu lo cho má. Chú nói nghe đột ngột quá. Ở đây á, tôi thì cũng không có thiếu người, nhưng anh em sống với nhau á, cà phê cà pháo nhậu nhẹt với nhau, hợp tình hợp tính. Nên chú đi đột ngột như vậy á, tôi cũng thấy thiếu thiếu mà cũng buồn. Dạ anh ba, nói chung là anh em mình á thì vẫn là anh em thôi.
Em cũng không giấu gì anh ba. Ngày trước ở quê của em cũng có cái xưởng đóng tàu, nhưng mà vì biến cố gia đình nên nhà của em phải bán lại cho người ta. Bây giờ cậu ba em kêu về ngoài đó rồi phụ cậu gầy dựng được cái xưởng để cho má của em vui. Mày nói như vậy á, tao hiểu rồi. Tao cũng không có lý do gì mà níu kéo mày ở đây hết. Giận á thì tao cũng không có giận mày được, vì anh em mình sống với nhau nó quen rồi. Anh ba cứ yên tâm, em về ngoài đó rồi có ra vô Sài Gòn á, em ghé thăm anh ba. Tao biết rồi, nhưng còn chuyện mày với em gái tao, mày tính làm sao? Dạ, thì của em với cô Thanh chắc là không có duyên rồi nè. Tính của em thì không thích sống giả tạo, mà có chuyện trai gái thì cần cảm xúc thì mới hạnh phúc được. Hey, con Thanh á, nó mà nghe được chuyện này á, chắc nó khóc ré lên nè. Tao cũng không có ngờ là con em gái tao nó lãng duyên tới như vậy. Dạ không có đâu anh ba, tại vì em với cô Thanh á là không có duyên với nhau thôi, chứ cô Thanh á có nhiều người tốt hơn em nhiều. Vậy mày tính khi nào mày đi? Dạ em tính là bàn xong sổ sách rồi á khuyên Nam đi luôn. Ừ thôi, chú mày đã nói như vậy, để anh kiếm cái gì anh em mình ngồi lại lai ra một chút đặng chia tay. Dạ. Anh đi à? Dạ chào anh ba. Bà con ơi, chị hai quá à. Không biết giờ chị đang ở đâu nữa. Út Xuân, chị hai, chị hai ở đâu vậy? Em tưởng là chị hai bỏ em với Tiếu luôn rồi chứ. Chị hai nhớ em lắm. Đây là anh Hải Đăng. Em chào anh hai đi. Em chào anh hai, em là Út Xuân. Chào Út. Trời ơi, thấy anh dắt chị em về như vậy, em mừng như lụm được cục vàng vậy á. Anh xin lỗi Út vì sự chậm trễ này. Ủa, sao em đứng đây có mình vậy? Dạ, em chờ cái ghe của người quen. Người ta hứa là hốt giùm tía mấy cái thang thuốc ăn được ngủ được á. Tại tía em chuyển thuốc tây nữa. Chị hai có lỗi với tía quá, tại chị hai mà tía mới sinh bệnh. Bây giờ dẫn anh Hải Đăng về, không biết phản ứng của tía làm sao nữa. Anh hai, em dặn anh trước nè, tía em ổng nóng tánh dữ lắm,
thể ra là ổng lấy roi ổng quất à. Nên anh phải bình tĩnh để bảo vệ chị hai em nghe. Không sao đâu Út, con cái làm lỗi với tía mà. Tía quánh là tía còn thương, còn rầy là còn lo. Dạ dạ, hai anh chị từ từ hả về. À, em chạy ù về nhà em báo cho tía biết trước. Chị Nghiên, từ từ đó. Tía ơi, tía ơi, tía, tía, tía có tin vui á tía. Bay bị gì vậy Út Xuân? Bay không thấy tao bệnh nằm chèm bẹp hả? Giờ không có tin gì là vui hết á. Con đảm bảo tía nghe tin này là tía hết bệnh liền luôn. Nhà mình có khách đó tía. Khách gì cũng kệ, tao mệt lắm tao không có tiếp ai hết á. Bay đừng có nói là dẫn đứa nào về nghe. Hết con chị rồi tới con em đi. Dạ không có. Ờ à, mà thôi tía ngồi dậy tía. Tía mệt có chút xíu à. Mà tía nằm cả ngày là thành bệnh thiệt á. Tại ai? Con cái bất hiếu làm cho cha mẹ phiền lòng. Tía, con nói cái này là tin vui thiệt. Chị hai á tía, chị hai dẫn anh hai về ra mắt tía kìa. Mà anh hai thiệt nha, chứ phải ông Gia Bảo. Mày nói cái gì? Đâu? Kìa tía, chị hai dẫn anh hai về kìa tía. Tía, tao không biết mày là ai, mày không cần phải quỳ. Dạ thưa tía, con tên là Hải Đăng, quê con ngoài Bình Thuận. Con vô Sài Gòn con đi làm thì con gặp Ngọc Hoa. Tao giết mày chết, tía, giết mày chết nè. Ngày hôm nay, trước bàn thờ má mày, trước mặt tao, mày phải trả lời thiệt hết tất cả. Mày với thằng này là như thế nào? Nói! Em cứ nói đi. Có sao thì mình nói vậy? Mình lỡ thương nhau, em tưởng là anh mày cấm em. Tao cấm mày mớm lời chuyện cha con tao nghe. Ngọc Hoa, mày có họng ăn thì phải có họng nói. Lúc con lên Sài Gòn đi học, con có thuê phòng trọ. Thì anh Hải Đăng có thuê phòng ở cùng dãy với con. Rồi tụi con gặp gỡ. Rồi dễ quá ha. Dễ quá ha con. Chỉ cần ở chung dãy phòng trọ thôi, chỉ cần gặp gỡ nhau thôi là bây giờ thành ra cớ sự này hả? Hả? Con gái có ăn có học mà ngu si đần độn. Dạ thưa bác, tất cả lỗi của con. Chưa tới lượt mày. Rồi sao? Cái lúc mày mang cái chữa về đây, thằng này nó ở đâu bây giờ nó mới xuất hiện? Dạ lúc đó anh Hải đang có chuyện đột xuất cho nên phải đi về quê mà không cho con hay. Nên con cứ tưởng ảnh. Lúc đó nó biết mày có chữa chưa? Dạ chưa. Khi mà ảnh lên Sài Gòn rồi con cũng lên, hai đứa có gặp nhau thì ảnh mới biết chuyện nên về đây thưa với tía nữa. Tới lượt của mày, mày phải trả lời thành thật những câu hỏi của tao nghe. Dạ, không dám nói dối nửa lời đâu tía. Lúc mày biết con gái tao có bầu với mày, mày tính sao? Dạ nói thiệt tao biết à.
Dạ con xin lỗi tía. Con với Ngọc Hoa yêu thương nhau thật. Trong chuyện tình cảm con không kiểm soát được, nhưng mà chắc chắn con sẽ có trách nhiệm với Ngọc Hoa. Mày nghĩ mày dắt nó về đây xin lỗi tao là mày đã có trách nhiệm rồi đó hả? Rồi bên phía gia đình mày phản ứng sao với con gái tao đây hả? Mày nói tao nghe coi. Dạ, dạ thưa tía, con xin phép con dẫn Ngọc Hoa về quê. Má và cậu con chắc chắn sẽ đồng ý và yêu thương Ngọc Hoa. Ở đời này không có cái gì là chắc chắn hả? Hai đứa tụi bay ăn cơm trước kẻng, rồi bắt người lớn hai bên phải ở thế bị động là chấp nhận chuyện này sao? Rồi khi lỡ về bển á, gia đình của mày không có đồng ý, không chấp nhận con gái tao thì mày tính sao nè? Lúc đó mày sao? Hả? Dạ thưa tía, con xin phép tía dẫn Ngọc Hoa về quê của con để ra mắt má và cậu của con. Nếu mà má và cậu của con đồng ý nhận dâu nhận cháu thì gia đình của con về đây xin phép tía là cúng mồng cơm để ra mắt ông bà. Còn nếu gia đình của con có khuất mắc gì đó thì con xin phép tía dẫn Ngọc Hoa về đây cho con ở rể. Được, mày nói tao nghe lọt lỗ tai đó. Y vậy đi. Tính sao nữa, chuyện giả mà bây giờ giống như là chuyện thiệt vậy. Bây giờ lại phiền đến gia đình của anh. Em Ngọc Hoa nè, bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng giả giả thật thật. Nhiều người còn dí dôn rằng những cuộc hôn nhân như một canh bạc của cuộc đời. Cái chuyện của mình á, giả cũng như thật, cũng có nhiều chuyện thật cũng như giả. Không có một ranh giới là rồi nào hay là một thước đo nào đó để đo được lòng người. Trước mắt thì Ngọc Hoa cứ làm theo ý của anh đi. Một á, là Ngọc Hoa làm dâu, còn hai là anh làm rể. Khi nào mà bé sanh ra đời rồi á thì mình tính tiếp. Nhưng mà Ngọc Hoa cứ yên tâm đi, má và cậu của anh đó chắc chắn sẽ nhận cháu và nhận dâu. Như vậy thì gia đình của anh phải về đây làm đám nữa. Em không muốn phiền đến gia đình của anh. Vì tới nước này rồi á, coi như là mình có duyên có nợ với nhau, đừng suy nghĩ gì nữa hết á. Anh tự nguyện. Thiệt chứ em sợ quá, em không có dám vác bụng bầu để về ra mắt má với cậu của anh. Không có sao đâu, má với cậu của anh nó hiền lắm, trở lại rất là thương anh nữa. Mình qua được cái ải của tía Ngọc Hoa coi như là mình thành công 70% rồi, đừng nghĩ gì nữa hết á. Chân cẳng gì mà nó nhức cả đêm ngủ không được. Chán quá. Ây da. Ui da. Trời ơi, đau quá. Cả đêm cứ đau chịu không nổi vậy đó. Ê. Ờ. Ê. Để thấy cho mình trong mảy làm sao? Làm sao ngồi đi có anh thì vậy? Thấy không ổn mà em đưa chị vô bệnh viện nha. Thôi, thương gì đây không biết nữa. Bệnh mãn tính mà. Đau nhất thì chắc chắn là phải đau nhất, không có hết rồi. Đi chi cho tốn kém.
tối chị không ngủ thì thức chị lên hì hì cả đêm, làm em có ngủ được đâu. Ờ, nói vậy thì tối nay chị có đau chị cũng cắn răng chịu đựng chị không lên để cho em ngủ được ha. Tự nhiên giận lẫy em vậy, em thương chị em mới lo cho chị, em thấy chị đau thì mình phải đi kiếm thuốc mình uống cho nó giảm đau chứ, sức người có hạn mà, tự nhiên là chị chịu đựng đau gì sao được. Thôi đi em ơi, thuốc giảm đau nó còn không bớt đâu, mà uống thuốc giảm đau nhiều quá cũng đâu có tốt đâu. Chị nói thiệt á, bây giờ phải kia có thằng Hải Đăng nó bên cạnh của chị, miệng đời gì nghĩ sao mặc kệ họ đi, miễn sao mẹ con sống bên nhau là được rồi. Em viết thư cho nó rồi, chắc vài hôm nữa nó về á. Mà miệng đời dị nghị nào đâu chị, chỉ có cái miệng thằng Hùng á, đi đồn ra nó làm vậy thôi, chứ có miệng đời nào mà dị nghị chị. Mà viết thư lâu chưa, gửi bữa giờ sao yêu ru bà rù vậy? Ừ, cũng lâu rồi, nhưng mà nó nhận được thư thì nó phải sắp xếp công việc, nó phải xin chủ nó rồi nó mới về được chị, đâu phải muốn về về đâu chị. Ừ, nghĩ cũng khổ ha, hồi nhỏ thì con trông mẹ về, cái tới già cái mẹ chăm con về, khổ thiệt đó chị. Hay quá ha, mai mốt đó có vợ có con đi, thử còn lý sự gì nữa không. Chị bệnh mà nói chuyện chị là leo lẻo à. Nè, em đưa đi nhà thương không chịu đi phải không? Giờ mình không uống thuốc Tây, uống thuốc Nam chịu không? Nam đâu có. Ở bên xã bên á, em nghe đồn có mày thuốc Nam giỏi dữ lắm. Ông đốt cây nhang, ông lại bốn phương tám hướng rồi, ông quay vòng vòng thôi, ông cắm cây nhang xuống là hết bệnh luôn. Bữa tôi qua bển à? Dạ. Em kêu một Xí Ngầu á, lấy xe chở chị đi, chứ chị đi xe ôm em không có yên tâm. Cắm cây nhang là giấy là bốn phương tám hướng hả? Quay một vòng. Quay một vòng rồi cắm cây nhang. Lúc đó tôi cắm đầu tôi té đó chứ, đầu cắm nhang. Trời đất ơi, suối bậy không à. Tôi nói thiệt cái cậu đó, bây giờ hả, muốn cho tôi bớt đau á, thì chỉ có thằng Hải Đăng thôi. Nó mà ở bên cạnh tôi á, tinh thần của tôi phấn chấn, là tôi dám bảo đảm cậu là tôi giảm đau liền đó. Em nói với chị rồi, vài bữa nữa chắc chắn Hải Đăng nó về. Ngồi đây Hải Đăng, Hải Đăng hoài. Uống trà có buồn miệng không? Buồn sao không buồn? Ừ, uống cà phê không? Uống. Để em chạy ra đầu sớm em mua chị ly cà phê sữa đá nghe. Mua chị ly cà phê sữa đá đi. Mà biểu nó bỏ cà phê nhiều, sữa ít. Bỏ nhiều sữa ngọt lắm, uống không được. Cái bệnh mày nói chuyện leo lẻo mà trả lời biết uống ghê, cà phê sữa đá mà đắng đắng. Đó là bệnh bệnh chứ uống nhăn uống chứ trời. Trả lời leo lẻo à mày. Bà, tôi có kêu con Ngọc qua, nó dẫn thằng Tình Nhân ra đây kiến bà, để bà biết được coi thằng này nó thiệt hay giả. Chứ tôi là tôi không thấu rồi đó. Tại vì lần trước á, bà biết không, cái thằng Gia Bảo đó, nó cũng là một mực thề sống thề chết, nó nói nó là tác giả của cái thai đó, nhưng mà cuối cùng có phải đâu. Không bà, nhưng mà nói thiệt bà nghe, cái cảm giác của tôi, trong con người tôi nó có cái cảm giác mà hình như lần này không phải giống như lần trước đâu bà. Bởi vì cái thằng này á, nó nói chuyện đâu ra đó chững chạc đó, cho nên là tôi cảm giác thằng này nó là thằng tốt. Bà cũng coi ráng phù hộ cho con đó nghe, đừng để con gái mình nó khổ nha bà. Tía, ủa sau này tí ngồi đây mà tí không đàn cho má nghe. Mà công nhận nghe, ngón đàn của tía trời ơi nghe nó não ruột ghê luôn á. Mà con tiếc điều, tí đờn hay quá chừng hay luôn mà tí không biết hát, uổng phí một tài năng à nghe. Giờ mày muốn ca phải không, thì tao đờn cho mày ca, mày đừng gọi tao bằng tía nữa. Chuyện có gì đâu mà tía mừng khó con hoài à. Không phải mần khó, đó là tao nghĩ tới cái đời trai của mày thôi. Mày cứ kêu tao bằng tía hoài đi, rồi sau này làm sao mày lấy vợ. Thấy không? Đây đây đây, sẵn đây tao kể cho mày nghe luôn. Vừa rồi đó, con Ngọc Hoa nó mới dẫn về cái thằng là tác giả của cái thai đó đó. Thằng này nhìn tướng tá cũng ngon lành à, sáng láng à, ăn nói chững chạc à. Thiệt hả tía? Tựa. Thì ha, tụi nó nói với tao
là vừa rồi hai đứa tụi nó có sự hiểu lầm nhau. Con Ngọc Hoa là tưởng thằng này nó sở khanh, nhưng mà kỳ thực là không phải. Thằng này nó đứng ra nó sẵn sàng, nó nhận trách nhiệm mà. Đó, rồi nó còn dắt con Ngọc Hoa về xứ của nó để mà ra mắt gia đình nó nữa. Đó, cho nên thôi ha, từ nay đừng gọi bằng tía nữa nghe. Trời ơi, Ngọc Hoa được vậy á, con còn mừng nữa. Con mừng thiệt luôn á tía. Vậy là từ đây về sau hai tía con mình không có còn gì lấn cấn nghe. Tía đừng mừng khó con à. Thôi mày, với lại con kêu quen rồi, tía cho con kêu vậy đi, con không có sửa đổi được đâu. Tao nói rồi, tao là tao nghĩ cho mày thôi. Mày cứ kêu tao bằng tía hoài đi, rồi sau này á mày không lấy được vợ là mày đừng có than khóc với tao à. Rồi má mày qua nhà tao chì chiết tao đi, tao mệt lắm đó. À, không có nghe. Cái chuyện của tía với má con á là chuyện của hai người, không liên can gì tới con à. Ê cái gì mày? Cái gì cái chuyện tía với má con? Mày đừng có ăn nói bổ bả nha. Thôi tía ơi, tía đừng căng thẳng nữa, tía thả lỏng đi. Bây giờ tía đợn bài đi, con hát cho tía con mình nghe chơi, hát cho má nghe. Mất hứng rồi mày. Tía, tía con gì mày? Tía. Đường tình gió cuốn vào bao giông, cuộc đời bao trái ngang. Còn gì cho nhau để rồi mãi sau phương sầu nhớ. Tình mình số kia chẳng hề lỗi ai, đành phải cách xa nhau. Hỡi em, ta mất nhau rồi. Lời yêu xưa bay ngủ chân trời. Người yêu ơi, xa cách muôn trùng. Tình yêu bay theo lá. Lá thu bay trong chiều, mưa buồn rơi thu về đây răng sầu muôn lối. Nỗi cô đơn bùa vây bóng đêm hòa đầy niềm thương nhớ.